Có câu trả lời không?
thôi mấy chị nghĩ đi, tại cái phần này phải làm việc cả hai bên lý thuyết. Tôi nói một chiều là chuyện đương nhiên, tới bây giờ thực hành cũng nói một chiều là tôi nói được, đúng không? Thank you.
đề thi của mình ít nhất là 50 câu. Ít nhất là 50 câu, còn là thời gian thì là 100 câu. Thì trong 100% đi, thì trong đó nếu là 50 câu, 30 câu siêu âm và 20 câu cộng vũ từ. 30 câu siêu âm và 20 câu cộng vũ từ. Thì trong hình cộng vũ từ thì cái kiểu phân tích giống như hồi nãy giờ trong lúc anh chị học thì có nói trình bày các hình trên các chữ xung. Nếu mà đỡ cái hình đó, ví dụ như tinh thưa chữ xung tên 2 mà nó qua được cái bằng quang chẳng hạn, nó qua được cái bằng quang thì không cần chú thích xung, không cần chú thích cơ quan. Còn nếu mà rõ cái tổn thương nó nằm ở đâu, đưa ra không ngay cái bằng quang giống như cái hình hồi nãy, thì tôi chỉ lựa những cái cốt rút mà để cho chị gợi ý. Ví dụ tôi chỉ vô đó, tôi nói tử cung ở trên xung tên 1, các chị phải suy luận được tại sao nghĩ đây là tử cung vậy, thì cái chuỗi xung này là chuỗi xung gì, mình phải suy luận ra ở đây là tên 1 chẳng hạn là vậy. Thì cái đó thay vì bắt mọi người lần để là đọc tìm tổn thương, bây giờ tổn thương có người khác tìm ra rồi và người ta sẽ thường biểu diễn trên các hình cơ bản T1, T2, xóa mở và tin ca đô. Mình phải lý luận cho ra được các chữ nói cuối cùng. Còn bài nào, cái hình nào mà thấy sẽ giống trong bài quá, thì coi chờ chị anh. Cũng còn một cái bài, cũng còn cái hình, nhưng mà nếu cái dữ liệu lâm sàng các diễn giả khác. Rồi. Giờ phân tích như các ở dưới nhìn thấy, thôi phân tích lại đi. Giống như hồi nãy nói, mình thấy đây là mình sao tô T2, đây là mặt cách ngay dọc giữa, gần ngay dọc giữa của tử cung. Mình thấy ở phía dưới âm đạo nè, nó có cái gì đó màu trắng, đúng không? Biểu hiện của dịch. Ở đây mình hiểu là người ta buông xeo vào lòng tử cung, ta buông xeo vào lòng tử cung, hỏi sao biết? Thì nếu như mà mấy chị nhìn là cái tuổi, nếu là tuổi trẻ, mấy đứa mà chưa dậy thì mà mình nhìn thấy có ứ dịch trong âm đạo á, thì mình còn nghĩ tới chuyện mình đang đi truy tìm cái dị tật tử cung, thì dị tật tử cung nó gây ra bất tắc gì đó. Thì sau đó người ta sẽ coi lại coi những cái ở phía trên tử cung này kia có dị tật hay không. Còn đây già lắm rồi, sinh năm 1961, thì thường chụp mà có vân ra vọng đạo đó là coi ca một mặt tử cung và ca cổ tử cung, để làm cho cái âm đạo tách ra để coi cái mức độ phân tán rõ ràng hơn. Ở đây là trên tay hai một cái âm đạo có dịch, đây là vân ra siêu âm đó. Thì trở lên đây, tử cung này có bình thường hay không, thì dĩ nhiên mình phải biết hình bình thường, mình mới biết nó có bình thường hay không. Mình thấy nằm ra chính giữa tử cung ha, tín hiệu cao đây. Mình cảm thấy tín hiệu cao này, tín hiệu thì cũng được, nhưng mà về bề mặt, ví dụ mấy chị là hình ha, ở đây chỗ này còn có vẻ đều đặn, cái bờ cho đây là nội mạc đi, ở đây chưa chắc là nội mạc, nhưng mà này nó ứ dịch tầng tử cung á, nhưng mà bởi vì chưa chích thuốc nên mình chưa phân tích chuyện đó ha. Mình thấy giữa cái ở trong lòng tử cung và cơ tử cung, cái đường bờ ở đây còn đều ha, ở thành trước nè còn đều, cái vị trí chỗ này có thể cũng còn đều ha, chỗ này trở nên nhăn nhở, đúng không? Trở nên nhăn nhở. Lật qua cái lát khác, mình thấy chỗ này nó còn đều nữa không? Không còn đều. Rồi cái thứ nhất là ranh giới giữa nội mạc và cơ không đều. Tín hiệu cơ còn bình thường hay không? Ở cái vị trí này, từ đây nè, đi tới đây còn bình thường. Mình thấy ở sát ở trong mình còn cái lớp đen đen nè, lớp cơ trong, kế nữa lớp cơ giữa, coi như còn bình thường. Vậy thì từ đây đi tới đây và ở cái phần phía trước của cái thành trước, phần dưới của thành trước, nó còn ba lớp giống như chỗ này không? Không, mình thấy mất phân biệt các lớp cơ ha, mất phân biệt các lớp cơ. Vậy thì coi như là nó có tổn thương ha. Kiểm tra lại trên mặt axio, thấy ở chỗ này cơ còn bình thường, đúng không? Thấy cơ trong nè, cơ giữa nè, cơ ngoài nè, vị trí chỗ này nè ha, cơ trong, cơ giữa, cơ ngoài coi như là bình thường rồi.
tổn thương nó sao, cái chỗ mà nãy tôi nói là chừng ứ dịch mình thấy nè, nó đang thui không bắt hút. Nếu là nội mạc tử cung nó sẽ bắt hút mạnh hơn cơ tử cung, đó là bình thường. Bây giờ đang thui không bắt hút dịch ha, còn dịch này là máu thì dịch phải coi lại cái xung trước chích trên tay một áp cho tay một trước tim á, nó tín hiệu cao tín hiệu thấp, nếu tín hiệu thấp thì nó là dịch, nếu tín hiệu cao nó là máu ha. Xong cái dòng tử cung nha. Bây giờ tới cái khối u của mình thấy có khối u ở đây, có phải u sơ, tín hiệu của cái cục u này là sao, thấp trên tay một, cao nhẹ trên tay hai, bắt hút kém, đó là đặc tính điển hình của ca động mạch tử cung, tính điển hình của ca động mạch tử cung. Rồi nghĩ ca động mạch tử cung xong rồi phải có gì nữa, mức độ xâm lấn cơ, đúng không, để đánh giá giai đoạn. Ở cái hình này mình thấy nó mới xâm lấn cơ đúng không, mới xâm lấn cơ, nói là bề dày coi chừng là nó còn nhỏ hơn 50% bề dày lớp cơ, có phân thể nhỏ ở đây được không, không, coi tất cả các, coi tất cả các mắt cắt, coi chỗ nào nhiều nhất, coi chỗ nào nhiều nhất. Ví dụ ở đây mình thấy nè, hơn 50% bề dày lớp cơ, có xài được không, hơn 50% bề dày lớp cơ thì nó là giai đoạn mấy, giai đoạn 1B. Kiếm cái nữa ra tới sát thanh mạch, bỏ qua giai đoạn 1 luôn, lên giai đoạn mấy, 3A ha, 3A. Rồi mình thấy nhiều nhất là thấy nó xâm lấn ra tới thanh mạch thôi, dừng ở 3A. Rồi đương nhiên giống như hồi nãy bạn mình có nói nè, coi không phải chỉ coi cái tử cung thôi, cái vùng chậu nó có rất nhiều cơ quan, có rất nhiều cơ quan. Hồi nãy là tìm vùng trứng bên phải, nhận diện dễ không? Nhờ có cái nang. Vùng trứng bên trái, vùng trứng bên trái không thấy rõ nang, vậy thì phải dò đi, tìm cái hướng đi của nó và tương quan của mốt mặt chậu, thì có thể là nó nằm ở vị trí này. Xong hai cái vùng trứng. Còn cái gì bất thường? Cái hình lập thấy cái gì bất thường không? Chỗ này, chỗ này là gì? Mà có cũng bình thường ha, phải không? Cục này là cục gì? Cục hạch. Trời má ơi. Hạch dọc quách chậu hai bên. Bên phải là rất là nhiều, bên trái cục lớn nhất rất là nhiều. Hạch này có nghĩ hạch viêm không? Đủ tiêu chuẩn cho nó hạch ung thư chưa? Cục ngắn là từ 1,5 cho tới 2 cm, đủ tiêu chuẩn hạch ung thư chưa? Rồi, vậy nè, đây là cái hạch di căn. Thì giai đoạn mấy? 3C1 đúng không? Ung thư mà liên quan tới hạch chậu 3C1. Rồi phẫu thuật mình phải coi cái hạch này nó lên tới đâu. Tại nếu mà nó lên tới khoảng gian chủ là nó đổi giai đoạn lên tới 3C2 luôn. Ở đây mình thấy có hạch chậu bên phải nè, cũng có một cục hạch ha. Ở đây cũng có cục. Nếu mà mấy chị cứ cắt theo vùng chậu á, không có chuỗi xung nào để mình nhìn thêm, tới đây mình tắt lại mình cũng hết tới giai đoạn đường. Ở đây mình có cái gì? Cục hạch đúng không? Hạch. Ở đây khoảng gian chủ nha, đây có mạch chủ, đây là mạch chủ đúng không? Có cục hạch ha. Vậy là nó lên 3C2. Lên 3C2. Bản thân của mình phải coi nếu mà cục hạch này nó chạy ở đây nó lên luôn đến bó mạch thận, nó nằm lên trên bó mạch thận, nó đã thay đổi luôn rồi, không còn là 3C2 nữa. Rồi. Ở đây người ta chụp bụng chậu, bản thân mình phải coi nó có di căn phúc mạc ở tầng trên hay không chẳng hạn, để mà mình xếp giai đoạn. Đây cái cục hạch nó nằm ở phía sau là mạch thận nè ha, phải gian chủ nè, mình xác định lại đó. Đây mình nhìn
đây thì ngoài những cái tổn thương đại tác trong gan ha, tổn thương đại tác trong gan ha, tham nhiễm mỡ tại vị trí này, à, tham nhiễm mỡ ngay vị trí này, đó cho nên nếu mà xét giai đoạn cái này còn giai đoạn ba, đi căn xa là giai đoạn mấy? Hả? Giai đoạn bốn gì về đặc sắc con. Cho nên nếu mà bây giờ khi mà mình không thêm ca mà tôi cho mình thêm cái phần ca nào mà thích ra trên cái phần đưa lên cái bổ sung hoặc cắt ha, axial tay một có thể bỏ qua không để trên phần tay hai trên phần sau tim nhìn thấy phân tích sao để nhận biết đây là ung thư nội mạc tử cung thì sẽ có những cái phần để cho mình thấy để mà mình phân giai đoạn, mình sẽ phân được giai đoạn. 30 giây đủ không? Là cô cũng biết bao nhiêu giây nữa.